À, tuy nhiên là cái Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VVK đến từ VV Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, bán đồ phòng thu, nhận dạy hòa âm phối khí và nhận hòa âm phối khí cho sáng tác mới. Ngoài ra thì mình còn nhận làm content của YouTube Music. Ngoài ra thì mình còn hoạt động trên group Tự học FL Studio Việt Nam trên Facebook và trên TikTok với những cái thử thách và những cái làm nhạc theo yêu cầu. Với tài khoản TikTok là thế này, để các bạn có thể follow mình nhé. Còn đây là bộ video mà mình đã làm được. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái bài giảng, một cái bài hướng dẫn cho các bạn về phần stereo. Đầu tiên chúng ta đến với định nghĩa, một chút định nghĩa về stereo. Như các bạn biết là âm thanh của chúng ta nghe ở ngoài thực tế là nó luôn luôn lệch. Đó, chứ không bao giờ là tai bên trái nghe giống hệt tai bên phải. Và có hai dạng âm thanh, đó là monophonic, viết tắt là mono, và âm thanh là stereophonic, là âm thanh gọi là chúng ta stereo, gọi là âm thanh đổi đấy. Thì khi mà âm thanh monophonic, các bạn đeo tai nghe vào nhá, âm thanh monophonic các bạn nghe hai bên tai của bạn nó sẽ giống hết nhau, và nó sẽ dẫn đến hiện tượng nghe âm thanh nó rất là khó chịu như này. À, đây các bạn nghe lướt qua một chút, bây giờ mình bật lên này. Nó rất là tù. Bởi vì bản chất tất cả những cái gì liên quan đến nghệ thuật đều muốn là mô phỏng lại những cái gì thật nhất và gần gũi với cuộc sống nhất, thì nó sẽ mang lại nhiều cảm xúc nhất. Nhưng âm thanh chúng ta nghe được ở ngoài cuộc sống không bao giờ là âm thanh monophonic. Cho nên là âm thanh này nghe nó sẽ rất là chán và nó không mang lại nhiều cảm xúc cho chúng ta. Thì chúng ta có âm thanh stereo. Âm thanh stereo là âm thanh có hai kênh phát và tai bên trái phát khác hẳn tai bên phải. Đó. Ví dụ đây, âm thanh nó từ đây. Thì các bạn thấy là khoảng cách đi sang bên phải nó xa hơn khoảng cách sang bên trái, thì đương nhiên là âm lượng sang nó sẽ bé hơn, độ trễ cao hơn. Đó. Tiếp theo là vì âm thanh của bạn đi trong không khí nó bị tiêu biến ngoài không khí, cho nên là âm thanh của bạn nó cũng sẽ bị tiêu hao nhiều phần năng lượng hơn khi mà đến tai người. Đó. Còn ở bên này thì chúng ta sẽ có âm thanh có độ trễ ngắn hơn, tức là đại khái là tai bên trái nghe được âm thanh trước đấy, tai bên phải nghe được sau, EQ của nó cũng đầy đủ hơn, đầy đặn hơn, nó kiểu vậy, âm lượng nó cũng lớn hơn nữa. Đó, thì đó là cái nguyên lý của stereo. Và ở bên trong nguyên lý khi mà chúng ta điều chỉnh stereo, nó có hai dạng. Một là panning. Panning là các bạn sẽ vặn toàn bộ cái nguồn âm thanh của bạn sang bên trái hoặc bên phải, thì nó sẽ làm nhỏ kênh còn lại đi. Các bạn vặn sang bên trái thì kênh bên phải sẽ nhỏ đi và kênh bên trái to lên. Nó sẽ như này. Thì các bạn sẽ nghe thấy cái tai bên trái các bạn sẽ to hơn. Tuy nhiên là nếu mà để như này thì các bạn cho toàn bài các bạn nghe nó sẽ rất là ghê, đúng không? Thì ở đây chúng ta có các nhạc cụ đệm này, guitar này, piano này. À, thì các bạn đang thấy nó tập trung ở giữa. Thì các bạn đặt chế độ stereo này. Đó, thì các bạn đang thấy là nó cũng khá là rộng, nhưng mà hiện tại âm thanh nó đang đè vào nhau, nghĩa là cái piano cũng ở chính giữa và guitar cũng ở chính giữa, chỉ là nó có stereo imager. Chút nữa thì mình sẽ nói về imager nhé. Rồi, bây giờ giả sử mình đưa vào một cái stereo shaper và biến hai cái thành mono, thì các bạn sẽ nghe thấy âm thanh của nó đang bị chồng đống lên nhau. Đó, thì các bạn đang thấy là hai thằng nó chung một vị trí này. Đó, thì nó khá là dối. Nếu như nó chung giải tần số thì khá là dối. Nhưng mà nếu mà bây giờ các bạn panning sang hai bên như này. Đó, tiếng guitar sang bên trái và tiếng piano sang bên phải. Đó, thì các bạn thấy là hai thằng nó hai vị trí khác nhau hoàn toàn ở trong tai, và âm thanh nó không bị đè vào nhau. Và bây giờ thì ở đây thì mình tắt cái phần mono ở toàn bài đi nhé. Và bây giờ mình sẽ mở cả bài lên thì các bạn nghe thấy tiếng guitar và tiếng piano rất là thoáng. Đó, nếu như mà gộp vào chung ở giữa này thì các bạn sẽ nghe thấy nó bị bí. Tiếng guitar với tiếng piano nằm hoàn toàn ở giữa đấy. Và thậm chí là các bạn khó nghe được cái tiếng piano, bởi vì là cái tiếng guitar của chúng ta trùng tần số và nó lớn hơn, cho nên là nó bị lấn át mất tiếng piano. Nhưng bây giờ khi tách ra này, đó,
thế bạn nghe rõ ra tiếng piano với tiếng guitar khác nhau nhá. À, thì thường panning thì dành cho những nhạc cụ có chung tần số và chung các yếu tố giống nhau. Giả sử ở đây nó đang là đệm trầm, à, thì nó chung giả tần số bass, giả low mid, với cả mid. Thì chúng ta sẽ panning ra để tránh hiện tượng một là nó đè lên nhau, hai là có thể nó cộng hưởng hoặc triệt tiêu làm mờ đi cái âm thanh gốc của bạn. Đó, cái này nó sẽ giúp cho âm thanh của chúng ta dày dặn và phong phú hơn. Đó, rồi ok. Và cái thứ hai là cái stereo imager. Trong cái trường hợp mà chúng ta để âm thanh, muốn âm thanh của chúng ta có độ rộng. Đây. Đây, khi mà các bạn để chế độ mono. Đó, và các bạn nghe thì âm thanh của chúng ta nó cũng khá là tù. Nó nằm đúng một chỗ. Nó không có sự di chuyển. Mà cái âm thanh của chúng ta, bất cứ một yếu tố nào ở lâu một chỗ quá nó cũng tạo ra độ nhàm chán, đúng không? Ví dụ giống tiếng piano, cái melody mà các bạn đánh mãi một nốt thì nó cũng chán. Thì stereo nó cũng vậy. Cái vị trí stereo nó nằm mãi ở một điểm thì các bạn nghe mãi cái âm thanh đấy nó cũng sẽ bị chán. Và càng nhiều âm thanh được biến đổi, biến thiên liên tục trong không gian, nó sẽ làm cho âm thanh của chúng ta phong phú hơn và đỡ bị nhàm chán hơn. Thì cái phần imager nó sẽ như này. Mình sẽ sử dụng một cái VST của Isotope Ozone, đó là cái imager. Cái này có thể là free nha, các bạn có thể download về. Hoặc là đến một hôm nào đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt free cái Isotope Imager này nhá. Và các bạn đưa vào cái Imager. Thì các bạn thấy là cái Polo Sample này. Đó. Âm thanh của bạn hoàn toàn bị gom ở giữa. Nó rất là tù. Nhưng bây giờ khi mà mình cho nó thêm một tí delay này. Đó, và mình bắt đầu tăng cái độ rộng của nó lên. Thì các bạn sẽ nghe thấy nó hoàn toàn khác. Đó, đây mình tắt cái ozone này đi này. Và đây là có ozone này. Đó, thì các bạn thấy là nó khác biệt hoàn toàn, đúng không? Đó, đấy là cái imager. Thì bây giờ thì mình sẽ nói về cái imager. Thì bản thân khi mà chúng ta nghe một âm thanh mono, kể cả các bạn panning như thế này, thì giả sử đây nó là gần hơn thì nó là 60% âm lượng đi, đây là 40%, thì các bạn thấy là nó vẫn trùng nhau 40%. Đó, nghĩa là nó vẫn có độ mono là 40%, nó chỉ lệch sang bên này stereo 20% âm lượng, lệch sang bên trái thôi. Đó, thì nó vẫn có khoảng mono. Và cái khoảng 20 này nó chính xác là những cái sự khác biệt giữa tay trái và tay phải. Âm thanh của bạn khi mà các bạn đánh nghe bình thường đấy thì tay trái và tay phải nó vẫn có những cái âm thanh gốc. Như là bây giờ âm thanh truyền đến đây thì nó vẫn có những cái tần số, nó giữ nguyên tần số gốc và một chút âm lượng chênh lệch không đáng kể. Thì cái phần chênh lệch một chút âm lượng, chênh lệch một chút âm sắc, chênh lệch một chút panning, chênh lệch một chút delay, nó chính là cái imager. Và ở tất cả các VST, imager nó sẽ giúp khuếch đại các phần imager đấy lên. Nghĩa là bây giờ nếu như mà các bạn không có sự khác biệt giữa tay trái và tay phải thì nó sẽ không làm được gì cả. Đây, đây âm thanh gốc của tiếng guitar của bạn đây. Đó, nếu như mà để như này thì các bạn thấy nó nằm ở giữa và các bạn có tăng lên hay giảm đi thì nó không có tí thay đổi nào cả. Nhưng bây giờ ở trong cái stereo, cái fake stereo này, nó sẽ tạo ra cái sự delay. Nghĩa là tay bên trái hoặc tay bên phải sẽ chậm hơn tay kia một chút. Đây là cái thông số mà mình sẽ nhập cho nó. Đó, và sau khi lệch xong thì các bạn thấy là cái dải stereo rộng hơn bởi vì nó có một chút sai số giữa tay trái và tay phải. Và sau đó các bạn sử dụng cái width này, các bạn khuếch đại cái phần khác biệt lên. Đồng thời là cho âm thanh của chúng ta nhảy random. Cái imager này nó sẽ làm cho âm thanh, các cái phần khác biệt đấy nó nhảy random vòng quanh tai. Thì nó sẽ tạo ra cái độ rộng hơn cho âm thanh của chúng ta. Nó vừa cho to lên mà vừa cho nó đi ở các vị trí khác nhau, ở panning bên trái bên phải, thì nó sẽ tạo ra cái độ rộng. Đó, thì nó sẽ đỡ hơn là như này. Đó, và bây giờ thì có những cái âm thanh nó bị mono và nó không rực rộng. Đối với cái mono này thì nghe nó hơi giả, nhưng mà bản chất âm thanh của chúng ta hầu hết đều có một chút stereo trong đó. Các cái nhạc cụ, các cái sound ấy đều có một chút stereo. Và nhiệm vụ bây giờ là chúng ta chỉ cần khuếch đại lên thôi. Bây giờ mình tắt cái này đi thì chúng ta nghe tiếng guitar này. Đó.
Rồi ok, bây giờ mình tắt nó đi này. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở lên nhá. Các bạn sẽ thấy nó rộng hơn rất là nhiều. À, tuy nhiên là cái measure của chúng ta hơi lệch sang bên trái một chút, thì có thể là cái phần âm lượng nó hơi lệch sang bên trái, thì các bạn có thể là panning để cho nó cân bằng lại. Đó. À, và có một cái lưu ý khi mà các bạn xử lý stereo là rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp là ở nhà nhạc rất là hay, đeo tai nghe rồi loa rất là hay, nhưng mà lên bar đánh thì nó bị xịt. Đó, thì nó gặp một cái trường hợp bị phasing. Phasing nó sẽ xảy ra khi hai âm thanh phát ra và nó trùng tần số. Đó, thì nó sẽ có thể xảy ra hiện tượng phasing nếu như mà các bạn bị ngược pha hoặc là bị trùng pha. Cái này các bạn có thể vào là chống cộng hưởng hoặc triệt tiêu layer chống xịt ở trong phần danh sách phát mixmaster ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về cái phần này. Và khi mà các bạn đưa lên ba, nó sẽ gặp một cái trường hợp là âm thanh nó bị dồn lại mono, bởi vì ba các bạn biết là khoảng cách giữa hai loa nó rất là xa. Có thể là bạn đứng lệch cửa phía bên phải, có thể là bạn đứng lệch phía bên trái. Nếu mà các bạn panning cái nhạc cụ sang ấy, thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp là các bạn đứng sát loa bên trái, các bạn chỉ nghe được những nhạc cụ tách sang loa bên trái thôi. Đó, thì đối với âm thanh ba hoặc là âm thanh festival, họ sẽ gom lại âm thanh gần như là mono, sau đó họ mới phát. Và khi mà gom như thế, nếu như tai bên trái của bạn và tai bên phải của bạn trùng pha, trùng phase. Đó. Ở tiếng Việt là gọi là pha, nhưng mà ở tiếng Anh thì nó là phase. Thì nếu như mà nó trùng với nhau, thì hai cái thằng đó khi mà cộng vào với nhau trùng pha, thì tự dưng cái tiếng kick và tiếng bass sẽ bị to lên bất ngờ. Đó. Còn nếu mà ngược pha thì các bạn bị nhạc bị xấu đi. Đó, thì ở đây thì các bạn sẽ nghe này. Đó, và đây là chúng ta có một cái núm phaser ở trong cái VST Fruity Stereo Shaper. Khi mà điều chỉnh phaser xong thì các bạn sẽ thấy là cái loa nó hơi lệch sang một tí, nhưng mà các bạn nghe thấy cái phần bass của bạn rất rõ ràng này. Đó, còn đâu để trường hợp như này thì cái tần số bass, cái năng lượng của phần bass của bạn bị mất đi. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn nguyên lý về stereo, imager cũng như là panning. Mình là Thầy Phương VBK đến từ VB Music, và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể rất thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Rất là mong anh em sẽ lên TikTok ủng hộ mình cũng như là đặt lại những cái thử thách để mình có thể làm nhạc phục vụ các bạn nhé. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.